cáo phó. Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc, báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Chồng, cha, ông nội, ông ngoại của chúng tôi là chánh trị sự Lê Quang Dài, cựu thiếu tá Liên đoàn 3 Biệt Động Quân, Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, sinh tại xã Lương Quế, tỉnh Bến Tre, Việt Nam, đã quy vị vào ngày 20 tháng 11 năm 2019 tại San Diego, California, hưởng thọ 81 tuổi. Linh cửu được quan tại Eternal Hill Cemetery 19999 Sau El Camino Rio, Oceanside, California 92054, điện thoại số 760-754-6600. Chương trình tang lễ sẽ được cử hành theo nghi thức tôn giáo cao đài vào hai ngày, thứ Bảy 30 tháng 11 từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, 6 giờ 15 sáng cúng đức chí tôn tại Thánh Thất, 8 giờ sáng đồng đạo tê tự tại nhà quan lễ nhập quan tận liềm. 12 giờ trưa cúng đức chí tôn tại Thánh Thất, 1 giờ đến 5 giờ chiều thăm viếng, 5 giờ tới 5 giờ 30 chiều cúng tịch cúng cơm chiều 5 giờ 30 tới 8 giờ tối thăm viếng. Chủ nhật ngày 1 tháng 12 từ 8 giờ sáng tới 11 giờ sáng, 6 giờ 15 sáng cúng Đức Chí Tôn tại Thánh Thất, 8 giờ sáng cáo từ tổ, cúng Cụ huyền. 11 giờ sáng, khiển điện di quan an tán tai nghĩa trang cực lạc cao đài trong khu Peak Funeral Home 7801 Bosa Avenue, Westminster, California 92683 Tan gia đồng khắp báo Vợ Trần Thị Lợi Trưởng nữ Lê Thụy Huyền Nga Trưởng nam Lê Quang Thuần Thứ nam Lê Quang Phong Thứ nữ Lê Thị Huyền Châu Lê Thị Huyền Linh Úc nữ Lê Thị Huyền Khanh Cáo phó này thay thế thiệp tang Xin miệng phúng điếu